loài người đã đủ trình độ để giao tiếp với chúng ta chưa nhỉ? Hãy nhìn vào sở thích của họ đi kìa. Tiếng chó sủa hay và ấm, 4.070.000 lượt xem. Họ vượt qua chúng ta từ lâu rồi. Thật tuyệt vời, chó sủa nghe rất êm tai, giọng rất hay, lên những nốt cao như Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn tác giả. Tiếng chó sủa nghe rất hay, phải nói khúc cao trào nhất là đoạn âu 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 gâu gâu gâu, rất dứt khoát và cảm xúc vô cùng. Đánh giá cao giọng con chó này, tuyệt vời. Mùa đông đến nghe tiếng chó sủa mà tôi thấy ấm áp và không còn phải suy nghĩ về điều gì. Cảm ơn người làm video này vì đã cứu rỗi trái tim lạnh lẽo của tôi. Người ngoài hành tinh khi xem thử thách 24 giờ làm chó. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. 4 triệu người đã có những bước tiến vượt bậc, họ gần như đã tiếp cận được với loài chó. Mấy cái tiếng chó này ngủ nghe cảm giác an toàn vê lù. À đầu. Tiếng khoan chiêu ấm, nhẹ nhàng, dễ ngủ, 86.000 lượt xem. Hả? Nghe tầm 4 đến 5 phút là lăn ra ngủ lúc nào không biết, nghe rất ấm và mát. 5 cấp 3 nhà tao sắm một bộ PC, có lần tao lướt Facebook và quên đăng xuất, bố tao vào Facebook. Dùng nick tao bình luận ở ảnh đại diện của hơn 20 đứa con gái trong trường với nội dung em gái xinh quá. Gia đình bạn thật hạnh phúc, bố tao thì tưởng nick face trên PC là của em gái tao, đem vô bình luận dưới 20 avatar các anh trai gym 6 múi với nội dung đúng là mẫu đàn ông của em. Ôi trời ơi. Tiếc là năm đó mình học lớp 10 còn mấy em bố mình khen xinh lại lớp 12. Hôm sau có khoảng 20 anh đẹp trai xuống giúp mình trang điểm mắt. Kiểu gì? Khen đúng cô giáo thì mai đi học ăn no nhé bạn. Nhưng mai cô giáo gọi mày lên bảng vì sao dám khen cô giáo, em ngon lắm. Mấy đứa con gái kia tưởng thật, gặp tao mũi nở hẳn ra, mà công nhận gu người có tuổi mặn thật chúng mày ạ. À, giờ mấy đứa kia vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi ngày xưa khen thật hay đều, ám ảnh quá. Nhưng đến khi cô gái hẹn gặp thì bố mày lại lẳng lặng lên đồ và đi gặp cô gái một mình. Và mày phát hiện ra trong đó có cả mẹ của người yêu mày. Ấn Độ, cả làng góp tiền làm đám cưới cho cặp ếch để cầu mưa. 2 tháng sau tổ chức ly hôn gấp vì lũ cuốn trôi 9.000 ngôi nhà. Hai con này mà làm ếch om coca thì ăn vội cũng được 3 bát cơm nóng. Wow. Bạn ơi, thần ếch có thật bạn ạ, nhưng mình nghĩ xào xả ớt thơm hơn. Đời chỉ có ăn là mau. Có thờ có thiêng, có chiên thì xin miếng. Ủa rồi con chung thì con ếch nào nuôi, con kia cần chu cấp không? Mới đọc tưởng cả làng góp tiền mua ếch nướng ăn chứ, dịch thèm ếch ghê. Thế con ai nuôi, các người đã tính hậu quả chưa? Rồi chúng nó lại yêu loạn lên lũ cả nước thì sao, hả? Lỡ ly hôn xong ếch cái phát hiện mang thai thì có được chu cấp 5 triệu một tháng tiền nuôi con không mọi người? Hai con bị cóc xếp, tao đang đi kiếm ăn, tao đã làm gì đâu, tới thời điểm nay tao cũng không biết tao làm gì sai, loài người thật ngộ nghỉnh. Mày mà ở Việt Nam là vào nồi ấy chứ ở đó mà ly hôn. Quá chuẩn luôn. Ly
Minho tiết lộ mẫu bạn gái, vợ tương lai của mình, không cần quá cao, có làn da sáng, chín chắn, đáng yêu, đôi khi hơi vụng về. Em đủ tất cả các yếu tố, mỗi tội em là con trai. Nghe tới làn da là biết không còn cơ hội. Tụi bay tránh ra, ảnh nói tao đó, tao vụng về lắm. Em nè anh ơi, em nè, em đây nè, chồng ơi chồng. Em cũng vụng mà vụng trộm với anh được không ạ? Trời ghê chưa? Đùa, không nói sớm lúc người ta còn chưa lấy chồng. Ơ ngại thế, tự nhiên lại tả người ta. À, đừng lộ quá, không báo chí lên mệt lắm. Bên Việt Nam em cũng đạo diễn này nọ đó anh. Vợ con đây rồi tuyển làm gì nữa. Mà thôi cũng chấp nhận tại đẹp nên cho chị em hưởng chút. May là anh thương vợ con nhưng anh hơi yếu sinh lý nha mọi người. Làn da trắng sáng của Lee Min Ho đây nhé. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Đang nói chuyện vui vẻ mà buồn ngủ quá thì nên nói gì để được đi ngủ mà người yêu không giận. Lấy ảnh pin còn 1% gửi bảo hết pin thôi. Quan trọng là ảnh 1% đó là vào giờ nào, lệch giờ là cũng lệch sóng luôn. Muốn người yêu không giận thì chia tay đi, đảm bảo không giận luôn. Xoắn à, ngủ thì bảo đi ngủ thôi, đàn ông mà sợ thế. Nhưng đấy là người khác nói, còn tôi thì vẫn phải nói chuyện đến khi người yêu đi ngủ thì thôi. Mình tình cảm mà, phải nhường phụ nữ ngủ trước chứ, thế nhé. Cứ vậy đi ngủ rồi sáng mai nhắn lại, ôi xin lỗi em, anh ngủ quên mất. Mai anh chuyển khoản cho 5 triệu mốt, anh ngủ trước nha. Wow. Gọi video và đưa điện thoại cho mẹ nghe, người yêu không tắt vội chạy cục đuôi. What? Bảo là anh đi ỉa chút, xong ngủ, sáng hôm sau bảo anh bị ngất trong nhà vệ sinh, cứ thối quá. Mừng bạn Thành Thanh đã có câu trả lời đúng chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Và bạn Thành Thanh cũng là người có câu trả lời đi kèm với giải thích đúng và sớm nhất. Ngoài ra top 10 bạn sau: Long Kaizo, Vũ Đức Vlog, Trâm Hoàng Ngô Thùy, Xuân Nguyễn Thúy Hoàng, Duyên Ami, AMH Tú Nguyễn cũng có câu trả lời đúng nhé. Còn đây là câu hỏi phần này, tổng số tuổi của Nam và Minh là 27, tổng số tuổi của Nam và Hương là 38, tổng số tuổi của Minh và Hương là 33, hỏi tuổi của Nam, Minh và Hương lần lượt là bao nhiêu? Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.